Biết trả bài không? Biết. Mỗi lần trả bài chắc thấy làm sao, cảm giác làm sao với là thằng chúng mày. Hả? Giờ nó đuổi mấy anh kia đi hết rồi, trả nhà cho cháu nó đi học. Vợ ở bên Phú Quý Hưng luôn à hay sao? Ai biết nó ở đâu, có đâu biết nhà nó. Tao kiếm nó hả? Thuốc về quá trời luôn không? Kiếm nó làm chi? Có bầu quá, nó đủ người mày á. Nghe nó kêu đi thử máu đi nha. Đi 2-3 giờ khuya, 6 giờ ông Diều mở quán là nó chu da rồi. Ông Diều hỏi mày làm gì đây vậy? Chu da cũng cà phê. Diều nói chưa bán mà. Đó, ông Diều hết hồn cũng mai gì bắt cậu á. Diều nói tao á. Người ta nói gì chất với lại mộng cầm mà hai người ở chơi với nhau. Trời ơi, tao mở vô ngày tắm mấy lần mở vô. Hết bộ đồ nè, hôm qua mặc lúc mà hồi lại mới giặt này trắng tươi nè má. Bên kia có cắm mấy lần chứ về đây là không có cắm mấy lần nha. Thôi cắm mấy lần luôn á. Hỏi mày á, nó đi lấy con chó có ai ghẻ không? Vàng còn phải ẩm đi vuốt lông. Vuốt lông xong rồi mày coi nó cấp khô đồ ăn của tao với chà cá thịt chuột này bán nè. Cắt về thịt chó ăn. Đó, còn phải vô vàng tao gốm luôn, tao dọn đồ về cho lẹ. Chúng mày bị đuổi hả? Nền. Có bệnh nền mà đuổi đủ má bà. Trời bị đuổi nó đuổi đi rồi, mất quê đi chứ ơi. Thôi chứ ơi, bỏ ra ăn thử đi chứ. Thôi đủ má. Thôi. Ai? Thôi, nó dài chậm. Có tính tiền nhau đâu mà. Thôi đừng chậm đi, ăn liền. Nè đào, đào này nè, mày đem về má mày đẹp lắm. Lát nó bưng hai chậu qua bà cháu bà bảy lấy rồi. Điểm dụ mua. Trời ơi, có bán một bình 500 ngàn kêu cho mày tiền đâu có đắp vô. Đào đẹp lắm, đào với lụi, trái buồn. Ê, lấy cái cha về bán đi. Để đây nè, cái cha về bán cho. Bán cái dứa, bây giờ kêu lấy thêm cái cha nữa. Lấy cái cha về bán ngon. Mọi người Hân Trần lấy về, mọi người có ủng hộ không? Comment xuống dưới dùm Hân Trần ha. Không có, mày diễn cầm vàng. Ê, mày diễn cầm. Ê, mày diễn cầm này bà ơi, vô công viên nhai nha. Hai đứa bóng lưỡi á. Bây giờ nè, Mộng Cầm là tuổi con chó, mà Trứng Nguyễn là rất là thích chó. Bà bỏ đi, ok, Mộng Cầm nó xứng xô, nó lấy Trứng Nguyễn là mất luôn mấy chiếc vòng luôn á, cho biết gì đó. Mà, thử hôm qua đi, ba cây dù này, quýnh nó cái cường á. Mớ quýnh nó cảnh cáo chị máu rồi nha. Ôi, người đàn bà đọc là đây chứ đâu. Quýnh chồng tét ngay chỗ chán luôn. Rồi đó, bỏ cái khối bóp vú ta giữa đường, cầu quần ta giữa đường. Ai kêu gợi, ai kêu dâm. Quýnh vậy là cảnh cáo ai đó. Ai kêu dâm. Không có ai kêu dâm, mặc đồ này mà kêu dâm mà. Hôm bữa lên mạng thấy chất bót lên mấy cái hình mạng rồi mà không có đồ tùm lum trên mạng á. Mày quét lên tao quét rồi nào. Còn có biết cái gì mà ơi em này qua anh đó nha, lát ta chạy bạn bán bao lì xì rồi. Trời, bán thêm bao lì xì luôn hả? Trời, hôm nay lứng chung bao lì xì. Nó giục bao cũng thắng hết rồi, tao kéo bao của em tao về bạn. Trời, chết dạo này là muốn cạnh tranh công bằng mãnh liệt ha. Bán trứng bây giờ chuẩn bị bán thêm bao lì xì. Thấy quen cha, sáng ăn cha đứt cho con gà 200, cho 200. Trời. Mua cá khô coi cho 550. Trời. Chi tiêu đứt đó. Trời. Giờ quen qua Việt Kiều Đức rồi. Chơi mạng tỷ thôi. Việt Kiều Đức Nguyễn là thua rồi. Buồn quá. Đủ má, không có nói là chơi mạng nè, mày ghé hình chưa. Trời ơi, bắt đầu bà mua cái gì phải không? Bà mua mấy cái quần chip rồi đó, về mặt rồi kêu gợi ra. Đó chứ ha. Trời ơi, mặt tiếp. Lọt khe đâu đó. Trời ơi, lọt khe mặt lưu chim ra hả? Còn không, mua mấy con bướm mặc vô. Thôi, bướm chưa. Nói gì nói chứ bây giờ á không mặc cái gì á là đẹp nhất. Ủa nó nói vậy nó chặn tụi mình rồi á hả? Nè, chồng bà chặn bà phải không? Bây giờ tôi lấy điện thoại nè, tôi điện chồng bà coi thử có bắt máy không nha. Hay là chặn hết. Bà trước kêu đưa ba chiếc vòng. Đủ má mày qua đây là bà đập ba cây dù. Bà cảnh cáo mà cái chán rồi đó. Nó vậy đó. Để điện coi thử coi linh lâu nha. Ok là anh ơi, giờ này anh đang ngủ với con nào? Điện điện hình đi.
Điện hình. Mẹ gọi chồng rồi chứ. Rồi đổ chuông rồi. Tắt đi, tắt tiếng đi chứ. Tắt bên đây mới gọi nghe chồng được. À vô bộ mà làm cái tóc lại đẹp đẹp đi chứ. Hất hất lên. Đẹp quá. Ôi giờ vậy là giờ anh không có muốn liên quan gì tới ai hay sao á? Ê nhắn trong máy nè, nó đọc tin được không? Rồi như... được, được, được. Bà nói sao tôi nhắn đi rồi chờ. Rồi tôi nói nè. Anh Tuấn Nguyễn ơi. Khoan từ từ. Anh Tuấn Nguyễn ơi, em biết lỗi em rồi. Đủ má mày gần kết không có ba chiếc vòng là ba cái vụ quýnh mày á nha. Cảnh cáo là cái chán rồi đó nha. Mày sẽ coi chừng tao bây giờ mặt lùn của mày không dám ăn mặt qua đây đâu. Mày nhớ nha. Dọn nhà đi nha. Nữa hả? Nè, tao chia tay mày rồi, không có mày bầu trời cũng đẹp. Tao quen thằng nước Đức, mày coi mạng đi. Nè, thằng này người Đức rất là cương chiều cao. Nè, còn mày ra ba chiếc vòng nha, mày nói với con tao cơ là mày nói mày cô đơn. Con chó cầm đi ở nhà đó ôm lên đủ đi. Rồi đó, hình chừng gửi ra ảnh nhận được rồi nè mọi người, đó thấy chưa? Nhận chưa? Nhận rồi. Vẫn chưa đó, xem. Để nhận. Không, để chữ nhận đã nhận là biết có nhận rồi đó. Có mạng, nhận là có mạng thôi, còn chưa xem mà chưa xem. Nào xem ở bên Zalo xem nó ghi chữ đã xem. Còn nó không có mạng ghi là đã gửi, còn có mạng là đã. Cái này đã nhận là có mạng đó mà chưa vô xem. Nào vô xem nó ghi chữ đã xem. Ờ, nhìn Zalo đó. Còn bên Facebook là nó hiện lên cái hình cứ xem rồi. Rồi mất máy luôn cái này. Thôi giờ thì chất về tắm rửa đi, có người mua ủng hộ chất tính hết luôn rồi chất. Ai vậy? Ai biết có anh này Michael Lơi á. Rồi ông ủng hộ, ảnh ủng hộ bên con 4 triệu mấy luôn á, 5 triệu thôi chất. Chất cho nhà thờ đó đi chứ phải không? Lấy cái gì chứ cũng lấy gì trời. Đó giờ chứ tâm sự với chồng, chồng cũng buồn bỏ. Nè con nói thiệt, anh cứ nguyện mà bỏ chứ là cái đường 99% là chứ cũng bị là coi như là. Nè nè bấm quyền đi, nói chuyện có ai đặt đào á mày nói đó, ta lấy đào qua đó. Quyền vợ bán khô rồi, ai đặt đào nhưng mà ta đặt đào, quyền nói nè. Nhưng mà bây giờ đó, đào đó hay qua giờ mua đâu ai ủng hộ đâu, bán hoài. Tỉ mày á, mày ta chưa bán nha. Cái gì nữa. Chứ bây giờ chứ mua có ai mua ủng hộ đâu, con thấy chưa có ai mua luôn á. Bàn này chức cho không bà con. Bật tên quyền á, chữ quyền. Bàn đem ra có cho không bà. Thì gọi rồi nè, ghéo. Thấy không? Bởi vì chức người lợi dụng quá chứ coi. Không có việc bắt đầu chửi xua đuổi ha. Ê, ăn bún bún tàu không? Rồi đó, rồi. Điện con gái ra đi. Trời ơi, sao chồng có công vậy? Đó. Có nói chưa? Đang điện á, để coi có máy không? Đang vô cùng chạy á. Chồng đẹp trai. Mày là nhung có mạng mới đổn gì á. Ai chỉ đang chạy đường á, không có mạng chứ có mạng nó sẽ đổ chuông. Rồi ai cũng sai rồi, chức chồng chặn. Con gái lớn cũng không nghe máy. Nãy mày bấm cái gì con, nó nghe. Bấm thiệt luôn nè. Bởi vì đó, rồi có hối hận không? Không. Lời nói là rút lại không có được đâu á. Thôi kệ nó đi, ta đâu giúp. Ổng đang mà dầu sôi lửa bỏng mà còn đổ thêm dầu nữa nha. Châm dầu là kỳ này là lôi chia tay thiệt luôn á. Gửi rồi đó nha. Giờ đem chim ra hoa bán nè mọi người. Chớp bỏ cái chân xuống. Thấy cái thiệp không à. Quá à. Cá chê kỳ quá. Đi thu bây giờ. Bỏ chân xuống đi. 200 trứng đó là mình đó. Đó giờ về chức chỉ có cầu cứu anh gà lại chim thôi chứ còn không có lại chim rồi chức nhà không có chút nha. Không lại chim đéo đưa 200. Không đưa thôi. Lại chim là đưa 200. Ừ. Thì chức bán trứng lại nhưng mà chức dám đưa con 200. Đúng không? Chức bán có được nhiêu đâu mà chức hỏi ra đưa hai chị kìa quý quá phải không? Không phải
giờ má chồng đi rồi, má chồng đi lấy đồ cho con. Nói giờ không có ai quay với ăn đông, nó lùm mấy người đời quay. Ghê vậy? Thôi chứ biết. Bữa heo dội. Trời ơi, ghê vậy? Cái gì chứ cũng biết đó luôn á trời. Giờ chức ngồi phè phở rồi, ok, chiều có bán online, chiều nay anh dọn online, coi như nghỉ hẻ luôn. Hai tao còn lưng trần đồ nói ấy sao. Bán trứng phải có mất, mất phải có biến. Không, bà chửi tôi hoài, mắc mới tôi lo lại cho bà. Im đi, cá chê ơi. Cá cha biển hồ. Cá cha biển hồ. Ỉa cục nào ăn cục nấy á, đùa quá. Cá cha biển hồ không có vậy. Ỉa cục nào ăn cục nấy á, đủ má mày mày thấy á, cục đất ta nuôi cá cha không mà chứ. Rồi thấy chiếc hai ngó không? Không. Chiếc hai ngó là sao, đưa hai cái tay lên coi. Trời ơi. Đó giờ anh Hưng với chiếc hai người đấu tố nghe không? Ngay cứng kịch liệt. Lâu quá tụi mình có lên bà Tiên nha, tụi mình. Thì nhớ giá bộ nhớ chồng thì nói đây nhớ chồng giá bộ nhớ bà Kỳ thôi chứ mày nhớ ai ai chứ cũng phót được cái đó, để cái giò xuống để mày ai mày chó lại á cứ vậy hoài, cái chân đâu có được đẹp đâu. Rồi chứ có kính bán em cái gì để cạnh tranh đúng không? Cục kiều anh tét đi để chính giữa, ông cho anh cầm để mất qua đây. À trời ơi, anh Hưng anh nghe chưa? Để anh tét. Đang sản phẩm em lên trên, đẩy bà quán cầm. Này của bà hả? Ừ, quán luôn bây giờ. Anh mua trứng không? Anh nhìn em hoài vậy. Em có hai trứng nè, trứng trên trứng dưới nè. Chú qua you now. Anh kick you now. Nói gì, cứ rất là kịch liệt luôn. Vì mày, nó quầy nó nói em bán trứng được con. Sao em về chó mà nó mặc lồ miệng đi ba chín vòng nha đủ má mày sao lồn tối ngày nào nó cũng đồn. Rồi giờ nè gọi lại tôi mới tin không giờ chứ máy anh rồi chứ máy chức là thua rồi nhanh gọn lẹ đó dứt khoát luôn. Rồi giờ chức buôn bán rồi phải chịu thôi.